Trong dòng người xếp hàng vào nhà tang lễ quốc gia sáng 26 tháng 7, có một chàng thanh niên ôm chặt lấy tượng gỗ khắc hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chàng trai đó là Nguyễn Văn Mạnh, 30 tuổi, ngụ tại xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Anh Mạnh là thợ điêu khắc gỗ, được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao bằng chứng nhận nghệ nhân từ năm 2020. Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, từ chiều ngày 19 tháng 7, anh Mạnh bắt đầu ngồi tạc tượng Bác. Em thì từ cái hôm 19 ấy, thì tháng 7 thì em được nghe tin là bác từ trần. Thì em cũng trong cái tay nghề của mình thì mình cũng muốn là làm một cái tác phẩm gì đó góp về bác. Thì để tri ân thay cho cái lời cảm ơn đến bác đã vì dành cả cuộc đời mình vì đất nước, vì dân tộc. Để khắc tượng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Mạnh chọn gỗ mít. Thỏi gỗ mít được anh Mạnh lựa chọn là thỏi gỗ có chất lượng cao, được xử lý kỹ càng nên không thể cong vênh nứt vỡ. Sau khi chọn được thỏi gỗ tốt, anh Mạnh phải xem rất nhiều bức ảnh và video về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nắm bắt được thần thái nhân vật. Tạm gác lại một số công việc, anh Mạnh tập trung ngồi đục, tạc tượng, làm việc từ sáng sớm, xuyên trưa đến 22 giờ mỗi ngày. Thực ra thì cái thời gian thì cũng rất là gấp, cho nên là em cũng làm mất khoảng 4 ngày. 4 ngày làm cả trưa, cả tối. Nói chung là bình thường thì em làm phải 15 ngày một tác phẩm, nhưng mà do cái thời gian cũng gấp mà cũng tâm huyết ấy. Nhưng lại cũng có cái cảm xúc, cho nên là mình làm cũng nhanh hơn. Sáng 19 tháng 7, từ quê nhà Bắc Giang, anh Mạnh dậy từ 3 giờ sáng để xuống Hà Nội. Khi đến Hà Nội có đón thêm một số người bạn. Khoảng 7 giờ, Mạnh cùng nhóm bạn đứng xếp hàng để vào nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Sau khi xếp hàng và đi bộ hơn một tiếng, Mạnh đã được vào viếng Tổng Bí thư. Và giây phút đứng trước linh cữu Tổng Bí thư với Mạnh là giây phút xúc động, thiêng liêng sẽ nhớ mãi. Thực ra thì cái đấy thì tất cả người Việt Nam thì ai cũng biết là về bác như thế nào. Để nói hết qua đây thì cũng, em nghĩ là cũng không giải thích được hết. Ấn tượng là bác là một người rất là tốt và dành cả cuộc đời của mình đến ngày cuối cùng mà bác vẫn làm việc thì rất là cảm động vì tất cả các bác là thì em cũng không giải bày được, mãi mãi đời đời nhớ đến bác. Nguyện vọng của anh Mạnh sau quốc tang là sẽ được mang tặng lại gia đình Tổng Bí thư bức tượng chân dung của người mà mình đã dồn hết sức lực, tâm huyết để tạc.